Có rất nhiều bạn có băn khoăn thắc mắc và có inbox hỏi với bác sĩ rằng bác sĩ ơi, làm sao để phát hiện ra cái mũi mình bị viêm, bị dị ứng chất liệu, và khi bị viêm, bị dị ứng chất liệu như thế thì nó có những biểu hiện như thế nào và xử lý ra sao? Thì trong video ngày hôm nay bác sĩ sẽ chia sẻ với mọi người về một cái điều mà rất nhiều chị em đi đông mũi băn khoăn, lo lắng và nhiều khi là mất ăn, mất ngủ về cái vấn đề này. Bác sĩ sẽ chia sẻ ngay sau đây, mọi người cùng theo dõi nhé. Thế thì chúng ta sẽ hiểu viêm dị ứng chất liệu là gì. Đó chính là một cái phản ứng của cơ thể mình khi mà có một cái chất liệu lạ đặt vào trong cơ thể. Cơ thể mình nó sẽ hình thành một cái phản ứng để chống lại cái chất liệu lạ đó. Thế thì đa số những cái trường hợp khi đặt những cái chất liệu lạ vào trong cơ thể như mô cấy, trong nâng mũi thì đó là những cái chất liệu trơ và nó khá là tương thích, cho nên là cơ thể mình nó có phản ứng tại chỗ thôi, nhưng sau đó thì nó sẽ thích nghi và nó không đào thải. Thì có một cái số cái trường hợp tỷ lệ rất là nhỏ, độ khoảng dưới 5%, thì đó là cái bị cái tình trạng phản ứng rất là mạnh, nó không dung lạp cái chất liệu đó và cơ thể mình nó hình thành cái phản ứng viêm để nó đào thải cái dị vật ra khỏi cơ thể, thì khi đó người ta gọi là dị ứng chất liệu hay là viêm dị ứng chất liệu bạn nhé. Thế sau lưng mũi có dấu hiệu viêm dị ứng thì nó biểu hiện như nào? Cái thứ nhất đó là cái dấu hiệu sưng. Cái dấu hiệu sưng ở đây không phải là ngay sau phẫu thuật, ngay sau phẫu thuật thì bao giờ cũng sưng, đấy là do can thiệp, do phù nề tổ chức. Sưng ở đây là gì? Đó là sưng kéo dài. Đó, bình thường sau sưng khoảng 10 ngày thì bình thường sau nâng khoảng 10 ngày thì cái tình trạng sưng nó sẽ ngót dần. Đến những cái trường hợp viêm dị ứng thì nó sẽ có biểu hiện như thế nào? Nó vẫn cứ sưng, nó mọng, cái da nó rất là mọng và khi chúng ta sờ vào nó bùng nhùng, cảm giác như là nó có dịch, có nước ở bên trong. Đó, cái form dáng nó không gom lại nhé. Nếu 10 ngày mà ổn định thì nó còn hơi nề thôi, nhưng cái form dáng nó đã bắt đầu có lại rồi, các bạn lưu ý dấu hiệu sưng. Dấu hiệu thứ hai đó là điển hình, đó là dấu hiệu đỏ. Đó, cũng sau nâng, cũng thời cùng với sưng như trên ấy thì đó là cái dấu hiệu đỏ. Đó, đỏ là sao? Đỏ có thể là đầu mũi hoặc là sống mũi hoặc là toàn bộ, và đỏ đây là đỏ mọng giống như vỏ quả cà chua chín các bạn nhé. Đó, cái dấu hiệu đỏ này thì đó là cái phản ứng viêm, nó tăng sinh những cái mạch máu đến nó. Đó là một cái phản ứng viêm tại chỗ, giống như chúng ta bị cái mụn, cái nhọt đấy thì nó cũng đỏ ra, thì cái phản ứng viêm này cũng là như vậy. Dấu hiệu thứ ba đó là kèm với sưng và đỏ thì đó là dấu hiệu căng tức. Căng tức nhé các bạn nhé, thì đơn giản nhất thì ta hiểu nó là sưng lên nhiều, có dịch tiết ở bên trong thì nó sẽ làm căng da ra và nó làm cho cảm giác khó chịu, căng tức. Dấu hiệu thứ tư đó chính là chảy dịch. Sau cái giai đoạn sưng, đỏ và căng tức như thế thì những cái dịch viêm nó sẽ tìm đường để nó thoát ra ngoài. Đó, thì nó sẽ theo những cái mép vết mổ nó rỉ dịch ra ngoài, thì có thể là dịch màu hơi là giống sô-cô-la, rồi là thậm chí là cả những cái trường hợp chảy dịch mủ ra, nước vàng, dịch mủ, vân vân. Thì như vậy là có 4 dấu hiệu cơ bản để chúng ta đánh giá đây là cái tình trạng viêm dị ứng chất liệu. Tóm lại đó là sưng, đỏ, căng tức và cuối cùng là chảy dịch. Thì khi bị cái tình trạng viêm dị ứng chất liệu thì chúng ta sẽ phải xử lý như nào? Chắc chắn rồi, những cái trường hợp chất liệu nó không tương thích với cơ thể mình thì sẽ phải xử lý và loại bỏ nó đã. Đấy là cái ưu tiên hàng đầu. Thì các bạn nên đến với bác sĩ của mình thăm khám lại, đánh giá chính xác là cái tình trạng như vậy, thì các bác sĩ sẽ phải tháo bỏ cái chất liệu đó ra, đó, làm sạch, vệ sinh sạch, bơm rửa sạch, sau đó dùng kháng sinh để cho nó ổn định. Song song với cái việc tháo bỏ cái chất liệu cũ, làm sạch, thì nếu cái tình trạng mô da mà nó các bạn đến nó hơi muộn, nó bị tổn thương, thì có thể là các bác sĩ sẽ phải cấy thêm những cái mô đệm trung bì tự thân của mình để hạn chế những cái co rút, nhất là ở đầu mũi này. Thế còn những cái trường hợp viêm đến sớm thì chỉ cần tháo thôi, cũng không nhất thiết phải đặt trung bì mỡ. Và sau quá trình tháo xử lý như vậy thì các bạn sẽ được chăm sóc lại vệ sinh tại nhà, cũng như là dùng kháng sinh để cho nó ổn định. Thường thì những cái trường hợp viêm dị ứng chất liệu này sau tháo khoảng 3-4 ngày là nó sẽ ổn định, mũi nó lại xẹp, nó ổn định lại như cũ. Có một cái câu hỏi nữa, đó là sau khi tháo bỏ chất liệu thì bao giờ có thể làm lại? Thì lời khuyên của bác sĩ đó là các bạn nếu những trường hợp viêm nhẹ mà do nâng mũi thông thường thôi thì các bạn có thể để ngoài 3 tháng. Nhưng còn những cái trường hợp nâng mũi
phức tạp hoặc để viêm lâu thì các bạn hãy để ngoài 6 tháng thì hãy can thiệp lại. Và nên lưu ý khi mà đã dị ứng những cái chất liệu như vậy thì các bác sĩ sẽ lốt lại, lưu ý để một là có thể đổi chất liệu, hai là có thể lựa chọn những cái vật liệu tự thân để có cái độ tương thích nó cao hơn, ví dụ như là có thể sử dụng sụn sườn để nâng toàn bộ cái mũi của bạn, hạn chế sử dụng những chất liệu nhân tạo các bạn nhé. Như vậy là bác sĩ đã chia sẻ về thế nào là viêm dị ứng chất liệu sau đông mũi, các biểu hiện của nó, phương pháp xử lý cũng như là bao giờ thì có thể thực hiện lại. Hy vọng rằng những cái kiến thức bác sĩ chia sẻ có thể giúp ích được cho mọi người trong quá trình tìm hiểu về đông mũi, hoặc là những cái bạn đã từng đông mũi thì các bạn nắm được những cái dấu hiệu như vậy để nếu mà có rơi vào những cái tình trạng như vậy thì có cái việc thăm khám kịp thời cũng như là xử lý sớm, hạn chế những cái diễn biến nó xấu hơn các bạn nhé.